Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây Nga thừa nhận Ukraine đã xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga Nga tuyên bố loại bỏ những kẻ chỉ huy chiến dịch tấn công cất Iraq bắt giữ nghi phạm liên quan vụ tấn công căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú Dư luận Australia lo ngại về thỏa thuận AUKUS à, vừa ký với Mỹ và Anh. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo bài viết trên trang Reporter của Nga, quân đội Ukraine đã sử dụng chiến thuật mới, huy động nhiều vũ khí, trang bị trong cuộc tấn công xuyên biên giới và khu vực Kursk của Liên bang Nga, khiến lực lượng tấn công của họ có thể đột phá sâu trong lãnh thổ Nga. Bản chất của chiến thuật mới này thực ra không mới, nhưng theo các chuyên gia quân sự, điểm mới của nó nằm ở sự tập trung lớn các phương tiện tác chiến điện tử ở tiền tuyến điều hiếm thấy trong các cuộc giao tranh ở Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk và Kharkov. Đầu tiên, các nhóm quân Ukraine đều nhận được sự hỗ trợ đắc lực của các hệ thống phòng không mà phương Tây cung cấp. Sau đó, các đội tác chiến điện tử và đàn máy bay không người lái UAV Ukraine được sự bảo vệ của các hệ thống phòng không này bắt đầu hành động. Báo Nga thừa nhận rằng, ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột ở vùng Kursk, lực lượng Ukraine đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga tới từ 15 đến 20 km trong một ngày và chiếm giữ một số khu định cư. Riba, một blog có liên hệ chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Nga trước đó đưa tin rằng các đơn vị thiết giáp của Ukraine đã đến làng Bolsoe, Sonaskoye, cách biên giới Nga khoảng 18,5 dặm. Giao tranh ác liệt thì hiện cũng được ghi nhận chỉ cách thị trấn Elgop, 9 dặm, nơi nằm trên một xa lộ quan trọng. Riba viết trên Telegram, bất chấp những nỗ lực của nhóm lực lượng chung Nga nhằm ngăn chặn bước tiến của các nhóm cơ động Ukraine, quy mô của cuộc khủng hoảng đang ngày càng mở rộng Riba và các blogger quân sự ủng hộ Điện Kremlin khác cũng đang phản bác tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng bước tiến của quân đội Ukraine đã bị chặn lại. Được biết, Ukraine thường xuyên bắn pháo, phóng tên lửa hoặc các máy bay không người lái vào các khu vực của Nga ra biên giới, nhưng hiếm khi tiến hành cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn. Một trong những vấn đề lớn nhất trên chiến trường của Ukraine là nhân lực. Nga có nhiều binh sĩ hơn và đang tiến gần hơn đến thị trấn Pokrovsk ở miền đông Ukraine. Vì vậy, việc Ukraine đưa binh sĩ đột kích lãnh thổ Nga được xem là động thái bất thường. Chuyên gia chiến tranh Konstantin Masovets cho biết, đây không phải là hành động ngẫu nhiên, đây là một phần của một kế hoạch rõ ràng. Mikhailo Zirokhov, một nhà phân tích quân sự, đồng tình với quan điểm trên. Ông nói với BBC rằng, cuộc tấn công của Ukraine buộc Nga phải điều động lại một số binh sĩ từ tiền tuyến ở miền đông Ukraine. Tại một sự kiện ra mắt ứng dụng kỹ thuật số mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, mọi người đều có thể thấy rằng quân đội Ukraine biết cách gây bất ngờ và biết cách đạt được kết quả. Theo đài Al Jazeera, trong một đoạn video từ bài diễn thuyết đăng tải trên kênh Telegram, ông Zelensky nói rằng trên chiến trường, quân đội Ukraine không chỉ chống lại lực lượng áp đảo của đối phương mà còn tiêu diệt mục tiêu theo cách cần thiết để bảo vệ Ukraine. Ông Zelensky cho biết thêm rằng đã nhận được ba báo cáo từ Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shishky và các ngợi hành động của quân đội là hiệu quả và chính là những gì đất nước cần lúc này. Tuy nhiên, ông Zelensky không đề cập trực tiếp đến cuộc tấn công xuyên biên giới ở khu vực Kursk của Nga. Trợ lý tổng thống cấp cao của Ukraine, Mikhailo Podolyak, vừa lên tiếng về cuộc tấn công ở khu vực Kursk diễn ra cách đây ít hôm. Ông Podolyak nhấn mạnh rằng nguyên nhân của bất kỳ sự gia tăng căng thẳng nào, bao gồm cuộc tấn công ở khu vực Kursk và Belgorod của Nga, bắt nguồn từ hành động từ phía Nga. Cuộc tấn công được cho là của Ukraine vào Nga, mục đích dường như là để giúp các nguồn lực của Nga khỏi các khu vực khác hoặc làm suy yếu tinh thần nước này. Nếu Ukraine đạt được mục đích, họ sẽ có được lợi thế nhất định trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm tàng với Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW ở Mỹ cho biết, Ukraine đã đạt được những bước tiến đáng kể trong hai ngày đầu cuộc tấn công biên giới. Mặc dù vậy, các nhà phân tích quân sự nhận định cuộc tấn công Kursk của Ukraine khó có thể là bước ngoặt. Họ hoài nghi cuộc tấn công này sẽ ảnh hưởng đến tiến trình xung đột vì lực lượng Ukraine không có đủ phương tiện để giữ lãnh thổ đã chiếm được cuộc tấn công xuyên biên giới có thể giáng một đòn vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu. Truyền thông Nga vừa đưa tin quân đội nước này đã phá hủy một sở chỉ huy của đối phương ở tỉnh Kharkov, loại bỏ ba phó tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine VSU gồm các tướng Mikhail Drapati, Andrei Gnatov và Volodymyr Kokbatyuk, cũng như tư lệnh lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine Alexander Pipnenko bốn vị tướng này chịu trách nhiệm triển khai chiến dịch Suja của VSU ở tỉnh Kursk. Báo Nga dẫn kênh điện tín Isnanka cho biết, quân đội Nga trong đêm đã tấn công sở chỉ huy phòng thủ Kharkov của VSU tại làng Malinovka, tỉnh Kharkov. Vào thời điểm tấn công, các phó tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu Ukraine gồm Drapati, Gnatov và Gorbatiuk cũng như tư lệnh lực lượng vệ binh quốc gia Alexander Pipnenko đã ở đó. Theo Isnanka, bốn vị tướng này là chỉ huy chiến dịch Suza tấn công tỉnh Kursk. Các kênh điện tín MASS, Isnanka và báo Nga khẳng định quân đội Nga đã sử dụng hai tên lửa Iskander phá hủy sở chỉ huy của VSU. Đoạn video về cuộc tấn công sở chỉ huy VSU ở tỉnh Kharkov, nơi được cho là có sự hiện diện của các tướng lĩnh Ukraine vào thời điểm đó, đã được đăng tải trên mạng trực tuyến. Video được quay bằng thiết bị bay không người lái UAV và là hình ảnh nhiệt hình ảnh cho thấy lửa bốc lên tại địa điểm sở chỉ huy trước đây của một trung đoàn tên lửa pháo binh ở Malinovka, nay đã bị phá hủy. Có thể thấy rằng một trong những vấn đề lớn nhất trên chiến trường của quân đội Ukraine hiện nay là nhân lực. Lực lượng Nga rõ ràng luôn chiếm ưu thế về quân số trước khi ép ở mọi mặt trận. Điều này đặt ra câu hỏi tại sao Ukraine lại mạo hiểm đưa hàng nghìn quân tiến đánh vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Tất nhiên đây không phải là hành động ngẫu nhiên mà đã được lên kế hoạch từ trước. Theo chuyên gia quân sự Kostiantin Masovets, quân đội Ukraine sẽ không hành động tùy tiện khi nguồn lực họ không cho phép. Kế hoạch này đã được chuẩn bị từ trước đó. Còn theo nhà phân tích Mikhailo Zirokov, việc Kursk bị uy hiếp có thể buộc quân đội Nga tái bố trí lại lực lượng ở miền đông Ukraine. Điều này sẽ trực tiếp giảm sức ép lên phòng tuyến của Ukraine ở Donetsk. Ông Zirokov nói, nếu bạn xem các báo cáo chính thức, không quân Nga đã giảm tần suất hoạt động ở Donetsk đồng thời cho rằng các đơn vị máy bay ném bom của Nga đã được điều chuyển đến mặt trận khác. Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng khả năng Ukraine chiếm đóng lâu dài các khu vực ở Kursk là khó xảy ra và Kiev có thể đang đặt ra các mục tiêu sau. Thứ nhất, thu hút lực lượng Nga từ các hướng khác, trong đó có Donetsk, nơi lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành một cuộc tấn công thành công ở khu định cư New York, cũng như từ Kharkov, nơi đang nỗ lực tạo ra một vùng đệm an toàn giao tranh ở khu vực này sẽ sớm kết thúc khi Kiev đạt được mục tiêu. Thứ hai, có thể Ukraine lo ngại Nga sẽ phát động một cuộc tấn công khác xuống Sumy như từng xảy ra ở Kharkov. Do đó, Kiev quyết định hành động trước để chiếm thế chủ động. Thứ ba, nhắm vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11 và các cuộc đàm phán có thể diễn ra, bởi vậy cần chiếm lãnh thổ Nga để sau đó sử dụng điều này trong thương lượng và đạt được điều kiện kết thúc chiến sự tốt hơn cho mình. Nói về mục tiêu của Ukraine khi tấn công Kharkov, ông Mikhail Podolyak, trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev gây áp lực tâm lý cho người Nga nhằm làm suy giảm sự ủng hộ đối với Điện Kremlin. Ông Podolyak nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của Kiev là gây sức ép lên người Nga, qua đó đảm bảo một vị thế mạnh mẽ hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng với Moscow. Tổng thống Zelensky cũng đưa ra những nhận xét tương tự trong một tuyên bố trực tuyến hôm 8 tháng 8. Mặc dù những cuộc tấn công xuyên biên giới Nga từng được Kiev thực hiện, nhưng việc điều động lực lượng chính quy cùng hàng trăm thiết bị quân sự là chưa từng có. Phản ứng của Nga trước hành động của Ukraine cho thấy họ đã bị bất ngờ trước cuộc tấn công này. Các quan chức Iraq mới đây thông báo lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 5 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự có binh sĩ Mỹ đồn trú, khiến năm binh sĩ và hai nhà thầu Mỹ bị thương cách đây ít hôm. Security Media Cell, cơ quan truyền thông trực thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Trung Iraq, ra tuyên bố cho hay sau những cuộc điều tra pháp lý chuyên sâu và lắng nghe lời khai của các nhân chứng, năm đối tượng liên quan đến hành vi bất hợp pháp này đã bị bắt giữ. Trước đó, Security Media Cell xác nhận căn cứ Ain al-Assad ở tỉnh Anba, miền Tây Iraq, đã bị hai quả tên lửa đánh trúng. Quân đội Iraq lên án vụ tấn công, gọi đây là hành động thiếu thận trọng, nhắm vào các căn cứ quân sự của nước này đồng thời cho biết đã thu giữ một chiếc xe tải chở tám quả tên lửa được sử dụng để tấn công căn cứ không quân nói trên đây là vụ tấn công thứ ba chỉ trong hơn ba tuần nhằm vào căn cứ Ain al-Assad ở miền tây iraq nơi có quân đội mỹ cũng như các binh sĩ khác từ liên minh do washington dẫn đầu trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin đã hạ lệnh điều động bổ sung khí tài quân sự tới trung đông bao gồm một nhóm tác chiến tàu sân bay một phi đội máy bay chiến đấu và các tàu chiến với mục đích giảm căng thẳng trong khu vực. Căn cứ Al-Assad từng hứng chịu hỏa lực từ lực lượng dân quân người Syria ở Iraq. Nó cũng từng bị tên lửa đạn đạo của Iran tấn công vào tháng 1 năm 2020, sau khi Mỹ dùng máy bay không người lái UAV ám sát tướng Qasem Soleimani của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC ở Baghdad. Mỹ hiện có khoảng 2.500 binh sĩ đồn trú tại Iraq. Đầu năm nay, Reuters thống kê rằng kể từ khi cuộc chiến Israel Hamas bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái, các cơ sở quân sự của Mỹ ở Iraq đã bị tấn công ít nhất 58 lần và các địa điểm ở Syria là 83 lần. Vũ khí được sử dụng là tên lửa, rocket, UAV. Bộ ngoại giao Mỹ mới đây đã chỉ trích Israel vì vụ thu hồi tư cách ngoại giao của các phái viên Na Uy tại chính quyền Palestine PA. Đồng thời đề cao vai trò quan trọng của Oslo ở Trung Đông, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Matthew Miller đánh giá Na Uy có lịch sử lâu dài về việc đóng vai trò hiệu quả trong mối liên hệ giữa chính phủ Israel và chính quyền Palestine. Washington không cho rằng những biện pháp ngăn chặn Oslo đóng vai trò đó là đặc biệt hữu ích. Đại diện Bộ ngoại giao Mỹ cũng chỉ rõ vai trò ngoại giao bí mật của Na Uy trong quá trình làm trung gian cho hiệp định hòa bình Oslo mang tính bước ngoặt vào năm 1993 được ký tại Nhà Trắng và gần đây hơn là việc thu thuế dành cho PA. Đồng quan điểm với phía Mỹ, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cùng ngày ra tuyên bố phê phán quyết định không công bằng của phía Israel khi thu hồi tư cách ngoại giao của các phái viên Na Uy bên cạnh PA. Trong tuyên bố, ông Borrell đánh giá động thái của Israel đi ngược lại tinh thần của các thỏa thuận Oslo và gây xáo trộn nghiêm trọng đến những mối quan hệ và hợp tác bình thường với PA. Quan chức EU nhấn mạnh Na Uy đã đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình Trung Đông và hỗ trợ nhân dân Palestine. Ông Borel đã điện đàm với ngoại trưởng Na Uy, Espen Barth Eide sau quyết định của Israel và khẳng định EU hoàn toàn đoàn kết với Oslo. Theo ông, trưởng phái đoàn EU tại Tel Aviv đã chuyển thông điệp đến chính phủ Israel, đại diện cấp cao EU quả quyết, đây không chỉ là vấn đề song phương giữa Israel và Na Uy mà còn là vấn đề liên quan đến tất cả những người đang nỗ lực vì hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Na Uy xác nhận đã triệu một quan chức đại sứ quán Israel để phản đối quyết định của Tel Aviv. Ngoại trưởng Baden cho biết Oslo đang cân nhắc những biện pháp tiếp theo. Ông nêu rõ Na Uy luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị với Israel, song cũng giữ vững quan điểm cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra ở giải Gaza đã gây ra nỗi thống khổ cho người dân Palestine. Trong công hàm chính thức gửi đến đại sứ quán Na Uy tại Tel Aviv ngày 8 tháng 8, Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố không công nhận 8 nhà ngoại giao Na Uy làm việc tại các vùng lãnh thổ của Palestine. Ngoại trưởng Israel, ông Israel Kass, viện dẫn việc Na Uy gần đây công nhận nhà nước Palestine. Ông Trump cho rằng Tổng thống Mỹ nên có tiếng nói trong các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang, cho thấy tín hiệu rõ ràng nhất cho đến nay về mong muốn can thiệp vào quyền ra quyết định độc lập của Ngân hàng Trung ương nếu ông trở lại Nhà Trắng. Ông Trump nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mã Lago ở Florida rằng Ông cảm thấy Tổng thống nên có ít nhất một tiếng nói ở đó. Ông cho biết, tôi nghĩ rằng trong trường hợp của tôi, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, tôi rất thành công và tôi tin rằng tôi có trực giác tốt hơn so với nhiều người ở Cục Dự trữ Liên bang Fed hoặc thậm chí là chủ tịch của cơ quan này. Theo báo cáo của Wall Street Journal, vào tháng 4, các đồng minh của cựu Tổng thống đã soạn thảo các đề xuất nhằm làm xói mòn sự độc lập của Fed nếu ông giành chiến thắng. Phát biểu của ông Trump mới đây cho thấy ông hoàn toàn ủng hộ đề xuất đó. Nếu trở thành tổng thống, ông nên được tham vấn về các quyết định liên quan đến lãi suất, đồng thời các đề xuất điều chỉnh của Fed nên được nhà trắng xem xét. Theo hãng tin Reuters, chủ tịch Fed và 6 thành viên khác trong hội đồng thống đốc của ngân hàng trung ương này được tổng thống đề cử và cần được thượng viện phê chuẩn. Tuy nhiên, Fed có sự độc lập đáng kể trong việc đưa ra các quyết định chính sách, có ảnh hưởng lớn đến hướng đi của nền kinh tế lớn nhất thế giới và các thị trường tài sản toàn cầu. Một trong những yếu tố hỗ trợ vị thế của đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ toàn cầu chính là khả năng của Fed trong việc thiết lập chính sách tiền tệ một cách độc lập mà không chịu sự giám sát chính trị. Vị thế này là chìa khóa cho khả năng vay mượn gần như không giới hạn của chính phủ Mỹ trên các thị trường trái phiếu toàn cầu với lãi suất tương đối thấp, bất chấp mức nợ 35.000 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống tiếp theo có thể là ông Trump hoặc ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris sẽ có cơ hội chọn chủ tịch Fed tiếp theo trong hai năm đầu nhiệm kỳ của họ. Mặc dù một tổng thống thấy việc sa thải người đứng đầu Fed là đặc biệt khó khăn, nhưng vẫn có những cách khác mà tổng thống có thể tác động đến Fed, chủ yếu bằng cách đề cử người vào hội đồng thống đốc Fed. Trong tổng số 19 quan chức của Fed, tại bất kỳ thời điểm nào cũng có 12 người phục vụ trong ủy ban thị trường mở liên bang FOMC, ấn định lãi suất của Fed và 7 trong số đó là hội đồng thống đốc Fed. Những thống đốc này có thời hạn phục vụ tối đa là 14 năm, được tổng thống đề cử và thượng viện phê duyệt. Họ cũng có quyền bỏ phiếu về chính sách mọi lúc. Các tổng thống thường lựa chọn người phù hợp với quan điểm kinh tế của họ vào hội đồng thống đốc. Trên thực tế, nhiều tổng thống bổ nhiệm các thành viên trong hội đồng cố vấn kinh tế hoặc nhân viên kho bạc của họ vào các vị trí tại Fed. Tuy vậy, các chuyên gia và cựu thành viên FOMC từng có mặt trong phòng họp lãi suất nói rằng Fed không có chỗ cho các quan điểm chính trị. Chính trị đứng ngoài cuộc thảo luận khi các quan chức quyết định phải làm gì với lãi suất. Theo CNN, mới đây, đài truyền hình ABC News đã ra thông báo về việc sẽ tổ chức cuộc tranh luận trực tiếp giữa ông Donald Trump và bà Kamala Harris vào ngày 10 tháng 9. Đài ABC cho biết, cả phó tổng thống Harris và cựu tổng thống Trump đều đã xác nhận sẽ tham dự sự kiện. Đội ngũ tranh cử của ông Trump sau đó đã xác nhận thông tin này, đồng thời tiết lộ rằng cựu tổng thống Mỹ đã đồng ý tham gia nhiều buổi tranh luận trong tháng 9, bao gồm ngày 4 tháng 9 trên Fox, ngày 10 tháng 9 trên ABC, vào ngày 25 tháng 9 trên NBC, ông Trump nói, một số chi tiết cuối cùng về cuộc tranh luận trên ABC vẫn đang được thống nhất, bao gồm địa điểm và khán giả. Phía bà Harris có thể chấp nhận các điều khoản tranh luận hoặc không. Tôi mong chờ các buổi tranh luận sắp tới. Tôi phải cho công chúng thấy rõ năng lực của bà Harris. Về phía Phó Tổng thống Mỹ, bà Harris cũng đã xác nhận việc tham gia cuộc tranh luận trên đài ABC, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng cho các cuộc tranh luận tiếp theo. Bà Harris, chính thức đại diện Đảng Dân chủ tranh cử tổng thống, có thể thu hút sự ủng hộ của cử tri trẻ phụ nữ và người da màu, vốn trước đó không hài lòng về chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden. Thêm vào đó, lựa chọn thống đốc bang Minnesota, Tim Walz, mang lại sự cân bằng dưới góc độ nhân khẩu học, vừa là cái tên được kỳ vọng dung hòa nội bộ chính trị Đảng Dân Chủ. Lập trường của ông Walz có thể giúp Đảng giành được lá phiếu từ cử tri trung tả, tăng cơ hội trong cuộc đấu với cặp ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump, James David Vance, khi cuộc bầu cử năm nay được đánh giá gai cấn và xít sao. Ông Tim Walz, 60 tuổi, là cựu giáo viên thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ và hiện là thống đốc bang Minnesota nhiệm kỳ 2, ông đã trở nên nổi tiếng sau các cuộc trò chuyện về việc thẩm định ứng viên phó tổng thống trên các mạng truyền thông lớn của Mỹ, cũng như các bình luận mô tả cựu tổng thống Donald Trump với người liên danh James David Vance là những người kỳ lạ. Ông Vance được ghi nhận là người giúp phát động phong trào nói liên danh ông Trump và ông Vance là kỳ lạ trong số các đảng viên dân chủ. Phong trào này đã thu hút sự chú ý tới mức cựu tổng thống Donald Trump và bạn liên danh phải vào thế phòng thủ. Ông Owens không có hồ sơ đẹp như các ứng viên phó tổng thống khác, nhưng có vị thế tốt với sức hấp dẫn đã được chứng minh đối với các cử tri da trắng ở vùng nông thôn. Có thể nói, lựa chọn an toàn và ít xảy ra biến số như thống đốc bang Minnesota Timmons được giới quan sát cho là bước đi phù hợp của bà Harris. Ông Christopher Devine, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Dayton của Mỹ nhận định, ngoài ông Timmons, bà Harris có thể chọn thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro để tạo ưu thế phiếu bầu ở bang chiến địa song đây có thể bị coi là phương án tình thế. Tạp chí Newsweek dẫn lời ông Divay, ông Shapiro chưa từng giữ chức vụ cấp liên bang và thiếu kinh nghiệm đối ngoại, trong khi ông Walsh có hai nhiệm kỳ làm thống đốc và hơn 10 năm tại quốc hội. Lựa chọn sau cùng của bà Harris có thể mang đến niềm tin cho cử tri về năng lực đánh giá của ứng cử viên tổng thống. Nếu ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa, Vance, hiện là triệu phú với nhiều bất động sản cùng đa dạng hạng mục đầu tư, đối thủ từ đảng dân chủ Walsh lại mang hình ảnh hoàn toàn đối lập. Bà Megan Gorman, luật sư về thuế, chuyên phân tích tài chính các tổng thống tại công ty tư vấn Checker Financial Management, trụ sở ở bang California, nói rằng dù có nhiều ứng cử viên có câu chuyện đi lên từ nghèo khó như trường hợp của ông Vance, song hiếm có ứng cử viên nào mà tài sản thấp đến mức gây chú ý như ông Vance. Bà nhận định hai ứng viên đại diện cho hai bức tranh, một bên về giấc mơ Mỹ và truyền cảm hứng vượt khó để thành công là ông Vance và bên còn lại, ông Vance đại diện cho tầng lớp trung lưu ổn định và không hào nhoáng. Tin đồn về việc Australia, Mỹ và Anh vừa ký thỏa thuận AUKUS sửa đổi để cho phép Mỹ và Anh đưa chất thải hạt nhân tới Australia đang thu hút sự chú ý của dư luận Australia. Bắt nguồn từ việc hôm 8 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo với Quốc hội Mỹ về việc Mỹ, Anh và Australia vừa ký thỏa thuận AUKUS mới. Trong đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ba nước vừa đạt được cột mốc mới trong các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ AUKUS để có thể chế tạo, vận hành và bảo trì các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo đó, ba nước sẽ mở rộng hợp tác trong chuyển giao các nhà máy động cơ đẩy hạt nhân của hải quân cho các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, chuyển giao các bộ phận cấu thành, các phụ tùng thay thế và các thiết bị liên quan. Tổng thống Joe Biden cũng cho biết, thiết bị được chuyển giao theo thỏa thuận này có thể bao gồm các thiết bị dùng trong nghiên cứu, phát triển hoặc thiết kế các nhà máy động cơ đẩy hạt nhân của hải quân và cả các thiết bị liên quan đến quá trình sản xuất, vận hành, bảo trì và đào thải. Các thông tin mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra khiến dư luận Australia lo ngại thỏa thuận mới có thể cho phép Mỹ và Anh vận chuyển chất thải hạt nhân đến nước này. Phản ứng trước lo ngại này, phó thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng Australia, Richard Marles đã bác bỏ điều này và gọi đây là thông tin không chính xác. Những điều mà mọi người đang nói là thông tin không chính xác. Thỏa thuận này là nền tảng pháp lý cho những gì mà các bên đã đồng ý liên quan đến chất thải hạt nhân sau những năm 2030, nó không phải là những gì chúng tôi đã thỏa thuận. Chúng ta sẽ có trách nhiệm với chất thải hạt nhân của mình và điều này đã được làm rõ vào tháng 3 năm ngoái và tiến trình chuẩn bị cho điều này đang diễn ra. Tôi cũng cần nhắc lại rằng ngay từ ban đầu, chúng ta đã xác định việc tự xử lý chất thải hạt nhân của mình vào những năm 2050 và chúng ta có thời gian chuẩn bị để có thể làm việc này một cách đúng đắn. Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết thêm, thỏa thuận mà Australia, Mỹ và Anh vừa ký kết là nền tảng pháp lý để các nước chuyển giao công nghệ cho Australia, ví dụ như chuyển giao các thiết bị hạt nhân cho Australia để tàu ngầm lớp Virginia và lò phản ứng hạt nhân của Rolls-Royce có thể được chế tạo tại nước này, Bộ trưởng Richard Males nhấn mạnh, trong quá trình này, Australia luôn tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng như các nghĩa vụ quốc tế theo hiệp ước Rarotonga không phổ biến vũ khí hạt nhân chiến thuật trong khu vực Nam Thái Bình Dương.